Đây là ông Đặng Hồng Điểm, ngụ tại phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Với niềm đam mê nghệ thuật, ông đã sáng tạo và điêu khắc lên những trái dừa khô đựng ấm trà, giúp nâng tầm cho sản phẩm truyền thống. Ông Đặng Hồng Điểm cho biết, vào những năm 1983, ông tình cờ được biết đến tiệm điêu khắc của bác Tám Lý trên đường Phạm Ngũ Lão, phường An Hòa, quận Ninh Kiều. Với niềm đam mê nghệ thuật điêu khắc, ông đã bắt đầu theo học và làm nghề đến nay đã được 41 năm. Cái bí quyết thì cũng thấy cũng không có gì, nhưng mà cái quan trọng là cái chất lượng. Để giữ chân khách hàng là cái chất lượng. Chất lượng mình làm thì càng ngày càng đặt cái cũng như là cái hồn vô đó nhiều hơn. Tập trung cái gì hay, đẹp đó đưa vô. Nó thành càng ngày cái mẫu hàng thì càng đẹp hơn hồi xưa. Đó thành khách hàng theo từ hồi nào tới giờ thì người ta cứ thế mà ta đặt tới. Nguyên liệu chính là những trái dừa khô được ông Điểm lựa chọn kỹ càng. Trái dừa phải thật khô và có độ cứng nhất định. Tùy vào hình dáng của từng trái dừa, ông sẽ chọn những nội dung phù hợp như tứ quý, long phụng hòa mình, hoa sen, các khung cảnh làng quê và tùy theo sở thích của khách hàng. Hiện tại thì tôi cũng có suy nghĩ bây giờ cái nghề này đó thì có thể là bị mai một đó, có thể mai một, nhưng mà cái người học, tìm cái người học nghề thì nó lại khó. Tôi có một cái động lực mà nhiều nhất là vợ, bà xã. Bà xã là hầu như là mình nhiều khi muốn không làm thì bà xã động viên. Cái đó là cái chánh. Đó là nhờ cũng nhiều nhờ vợ. Sắp tới thì chú sẽ làm phù điêu ở trên ống tre. Làm những cái bình uống nước có nắp đậy, rồi những cái bình đựng trà bằng ống tre, phù điêu trang trí trên ống tre. Các sản phẩm được làm hoàn toàn thủ công, trung bình mỗi sản phẩm ông làm khoảng 4 ngày, với giá thành vài triệu đồng trên một sản phẩm. Những khách hàng của ông đa phần là những người có niềm đam mê với nghệ thuật, chính vì vậy làm ra được sản phẩm nào, ông đều bán được cái đó. Với trái dừa khô tưởng chừng như không có giá trị thị trường, nhưng với sự đam mê với tài điêu khắc, ông Đặng Hồng Điểm đã làm cho vỏ dừa khô trở nên có tính nghệ thuật hơn và có giá trị kinh tế cao hơn.